Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tử Vi Số Mệnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe về xem tướng đôi mắt của bạn nói lên điều gì về con người bạn. Tổng quan về xem tướng mắt cho nam nữ. Người ta nói đôi mắt là cửa số của tâm hồn. Thông qua việc xem tướng mắt người ta có thể đọc được suy nghĩ của những người khác. Thường thì, trong cuộc sống, khi kiểm định việc nói thật hay nói đùa người ta thường nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nghe. Xem tướng mắt là một nội dung quan trọng trong khoa nhân tướng học thông qua đó người ta khai thác được rất nhiều khía cạnh từ đó. Một, Xem tướng mắt đàn ông, phụ nữ theo vị trí Theo nhiều trường phái xem tướng thì thông qua các loại tướng mắt có thể khai thác được nhiều nội dung thông tin về đương số. Có phái đưa ra quan điểm đôi mắt là vị trí cung điển trạch và cung tử tức của mỗi cá nhân. 2. Tướng đôi mắt tại cung điển trạch Cung điển trạch bao gồm toàn bộ nguồn bất động sản, nhà cửa, ruộng vườn, công xưởng, cửa hàng, tư liệu sản xuất của đương số, những người mi thanh, mục tú, đen trắng phân minh, ánh mắt có thần, trong sáng, hiền hòa thường được hưởng cơ đồ sản nghiệp của cha ông, bản thân cũng tạo dựng được nhiều sản nghiệp. Mắt to, sáng nhưng lộ thường là những người có sản nghiệp của tổ tiên truyền lại nhưng dễ bị phá tán, hao hụt. Xét về diện ngoại, hình dáng của mắt cần tương xứng với mặt, mặt to thì mắt to, mặt dài có mắt lá răm. Vân vân mắt xếch ngược ở nam nhi là trí khí, ở nữ là tính ương ngạnh, điêu ngoa, mắt cục tạo hình tam giác ở nam là gian độc ở nữ là gian dâm 3. tướng đôi mắt tại cung tử tức còn gọi là lệ đường cung này nói về phần bên dưới mắt nói về con cái nếu phần này nở năng căng miệng sáng láng thì đông con cái tương lai của con cái rộng mở triển vọng tươi sáng thành đạt và hiếu thảo ngược lại khu vực này mà khuyết hãm hay nhiều nếp nhăn tán loạn có nốt ruồi xấu thì gặp khó khăn về vấn đề con cái biểu hiện thường thấy là hiếm muộn con cái hay đau ốm, không khỏe mạnh. Đương nhiên, kết luận này không phải hoàn toàn chính xác, khi xem tướng mắt cần phân tích kết hợp thêm các bộ vị khác mới có thể quyết đoán chắc chắn được. Cách xem tướng mắt. Nói về việc xem tướng mắt thì không chỉ xem tướng mắt đàn ông mà cả xem tướng mắt phụ nữ cũng chỉ cần nhìn đôi mắt cũng có thể nói lên được nhiều điều về bản chất con người. Từ đặc điểm của đôi mắt sẽ luận ý nghĩa của đôi mắt từ đó có thể nhận định được một phần nhân cách của người đối diện. Về phương diện tra vận mệnh thì thường xem tướng qua đôi mắt sẽ tra được vận từ 35 đến 40 tuổi là chính xác nhất. Những nét đặc thù tổng quát về mắt, nói một cách tổng quát người ta chia mắt thành 3 phần chính yếu là đồng tử, tròng đen, lòng trắng. Trong thực tế tròng mắt các sắc dân Á châu, đặc biệt là tròng đen và lòng trắng có các đặc thái sau. Tròng đen, màu đen hoặc màu nâu sẫm. Lòng trắng, trắng ngà hoặc hơi pha xanh. Ba các loại tướng mắt. Một mắt to mắt to là mắt có chiều dài và chiều cao của mắt cân đối đuôi mắt dài và hơi hướng lên người có đôi mắt to là người người đa tài đa nghệ dễ tiếp thu với kiến thức mới thích nghi nhanh và có óc sáng tạo vô biên với những người có mắt lớn ánh mắt ngay thẳng trầm ổn không nổi không lộ trong đen tròng trắng phân minh là kẻ có khả năng thiên bẩm làm việc gì cũng xuất sắc hơn người người sở hữu đôi mắt to đa số thường cởi mở nhiệt tình có sự nhạy cảm rất mạnh, nhưng cũng mang chút mơ màng, khó đoán trong tính cách. Đồng thời, người này cũng thích thể hiện, thích những gì hoa lệ, đẹp đẽ và rực rỡ, vì vậy tính cách cũng có một chút ham hư vinh. Người sở hữu đôi mắt này thường là nam giới. Phụ nữ có tướng mắt này không nhiều. Nếu sở hữu tướng mắt này, đàn ông là người quân tử, chính trực, còn phụ nữ là người sắc sảo, lanh lợi, giỏi giang. Những người có tướng mắt này đều là những người xuất chúng, có tướng làm quan to. 2. Mắt nhỏ. Người sở hữu đôi mắt nhỏ thường có khả năng quan sát rất nhạy bén, suy nghĩ kỹ càng, hành động cẩn thận, luôn có tâm lý tự bảo vệ. Tuy nhiên, nếu mắt quá nhỏ thì phong thái, khí chất sẽ kém hơn. Người có đôi mắt vừa nhỏ vừa dài có tính cách khá kiêu ngạo. Những người này rất thông minh và có khả năng tập trung tốt, cùng với đó là tính tỉ mỉ, kỹ càng trong công việc. Họ cũng là người rất quyết đoán, xử lý việc gì cũng bình tĩnh, họ luôn suy xét cẩn thận ký càng mới bắt đầu làm. Họ là người từ tốn và không bao giờ gấp gáp nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Những người có mắt nhỏ thường thích ở một mình, sống hướng nội, thường hay lo lắng và không giỏi tiếp xúc với người khác giới. đa số những người này chỉ mong muốn sống cuộc đời yên bình mà không có quá nhiều sự xáo trộn hay sóng gió. Chính vì lẽ đó mà trong bất cứ mọi chuyện họ đều lên kế hoạch trước và cứ theo đó mà làm. Điểm yếu của những người này chính là sự bảo thủ, không linh hoạt và thiếu sự đổi mới. 3. Mắt tròn Người mắt tròn là người sáng tạo, giàu trí tưởng tượng, mơ mộng, thiếu thực tế và đa sầu đa cảm. Họ sống thiên về tình cảm, tính cách vui vẻ và hòa đồng, được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên cũng do tính cách chan hòa, hết lòng với người khác nên người có đôi mắt to tròn thường dễ bị lợi dụng. Họ dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của môi trường bên ngoài, biết nắm bắt cơ hội nhưng lối sống đôi khi bị cho là thực dụng. Họ thuộc tuyết người lãng mạn trong tình yêu, luôn muốn sở hữu nhưng dễ bị cám dỗ. Đàn ông sở hữu dáng mắt này thì linh hoạt, tử tế, chu đáo và rất được lòng người khác giới. Trong khi phụ nữ thì có thiên hướng nghệ thuật, thường được ban cho giọng hát đẹp hoặc sự tinh tế nhất định. 4. Mắt lồi Đặc điểm của người mắt lồi, đôi mắt lồi ra như nhìn chừng chừng vào đối tượng quan sát, lộ cả tròng trắng. Mắt lồi trong nhân tướng học được đặc tả là đôi mắt có mí trên dày và sụp xuống một cách rõ rệt làm cho nhãn cầu mắt bị lồi ra nếu cả mí dưới cũng dày tạo thành một vòng tròn xung quanh mắt thì được gọi là viên nhãn tướng mắt tốt tướng đàn bà mắt lồi thường có sức khỏe tốt thể lực khá dẻo dai mạnh mẽ không ngại khó khăn gian khổ luôn có ý chí phấn đấu trong cuộc sống tính cách phóng khoáng cởi mở với mọi người xung quanh kể cả với người khác giới đó là một lợi thế để phát triển và tạo dựng các mối quan hệ làm ăn nhưng cũng chính vì tính cách này mà sẽ gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến hạnh phúc gia đình bất luận là tướng đàn ông mắt lồi hay tướng đàn bà mắt lồi đều kết hợp với ánh mắt không có thần ánh mắt vô thần cũng đều là là nét tướng dễ bị chết hiểu người mắt lồi kết hợp với sắc mặt lạnh lẽo sắc da trắng bóng như tha dầu mũi lớn là phá cách chủ về thọ mạng ngắn ngủi công danh gặp nhiều trắc trở khó phát triển kẻ tướng mắt lồi một quang ánh nhìn hung hãn hoặc lòng đen trong trắng mờ đục thì không thanh ý nói thần khí của chủ nhân không được tốt 5. mắt sâu Mắt sâu là tướng mắt có phần mí mắt xung quanh hõm xuống, cùng với đó là hốc mắt sâu. Người với hốc mắt lõm xuống có tính cách khá nhạy cảm, chịu khó làm việc, tâm tình kín đáo, bề ngoài trông vào luôn có vẻ buồn. Họ cũng là những người rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thường cảm thấy lòng không yên, việc gì cũng nhẫn nhục chịu đựng. Số ít những người có hốc mắt sâu thường là những người hay căng thẳng, phải lo nghĩ nhiều. Cuộc sống của họ khá khó khăn và phiền muộn, thường dễ bị những cảm xúc tiêu cực chi phối. 6. Mắt buồn long lanh ngấn nước Mắt buồn là những người có dáng mắt mà khi nhìn vào đều cảm thấy có nét buồn, đôi mắt buồn toát lên vẻ u sầu, đôi mắt hơi cong xuống, chứa vẻ u uất, dáng mắt lúc nào cũng ướt và có cảm giác như nước mắt trực trào ra. Dù họ cười thì vẫn cảm nhận được vẻ u sầu và buồn bã của họ. Những người có đôi mắt buồn thường có cuộc sống khá vất vả, nhiều sóng gió, họ không phải vất vả việc chân tay thì cũng vất vả, khó khăn về đường tình cảm, những người có đôi mắt buồn thường là người trung thủy, si tình, làm việc thiên nhiều về tình cảm nên dễ bị người khác lừa gạt, đường tình duyên nhiều sóng gió, không suôn sẻ. 7. Mắt cười Mắt cười là những đôi mắt to với hai mỹ rõ ràng và phần lông mày cao, có phần bọng mắt nhỏ ở dưới mí mắt, không có quầng thâm. Mắt cười là khi bạn cười thì đôi mắt hơi hiếp lại, lông mày giãn ra. Khi nhìn vào đôi mắt, đối với những người có mắt cười sẽ luôn thấy vui vẻ và đầy sức sống. Người có mắt cười luôn lạc quan vui vẻ, hòa đồng, được nhiều người yêu mến, cuộc sống của họ cũng vì thế mà ít sóng gió hơn. 8. Mắt lá răm. Đặc điểm của mắt lá răm là đôi mắt một mí, nhưng to và có đuôi mắt dài, sắc nhìn giống như lá rau răm. Theo nhân tướng học, những người sở hữu tướng mắt lá răm thường có vận mệnh rất tốt, cuộc sống luôn gặp may mắn, tình duyên thuận lợi, làm ăn phát đạt, lên như diều gặp gió. Còn về tính cách thì người có tướng mắt lá răm có tính tình hiền lành, ôn hòa, sống nhân hậu nên luôn được mọi người yêu mến. Con gái có tướng mắt lá răm là những người đa tình, đào hoa và rất có sức hấp dẫn. Bên cạnh đó, con gái tướng mắt lá răm là người có tính cách ôn nhu, cân bằng và luôn thành công trong lĩnh vực kinh tế. Họ phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, làm ăn phát đạt và được nhiều người nể trọng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đàn ông có tướng mắt lá răm là những người đàn ông tướng mắt lá răm lại là những người tháo vát, biết lo lắng, quan tâm gia đình và công việc. 9. Mắt lươn. Mắt lươn hay còn gọi là mắt tí hí, mắt lươn là dạng mắt nhỏ, tròn, hơi lộ, tròng đen nhiều hơn tròng trắng, tròng trắng có pha hồng. Mí trên thường là mắt một mí, mắt không thể mở rộng ra làm cho có cảm giác mắt bị dài và hẹp, chỉ thấy được chiều dài mà không thấy được chiều rộng của mắt. Những người có mắt lươn thường bị cho rằng những người có đôi mắt gian sống xảo trá và không thật lòng. Với phụ nữ có mắt lươn thường là những người đa tình, lúng liếng, rất hay bị mọi người soi mói. Vì thế với một số người nữ giới rất khó tìm được người hiểu mình, yêu mình trong chuyện tình cảm. Đàn ông có tướng mắt lươn bị đánh giá là ích kỷ, keo kiệt, nhỏ nhen, gian manh và thủ đoạn, không trung thành. Những người này có tính tình bảo thủ, sống nội tâm và thận trọng, ít bộc lộ cảm xúc của bản thân. 10. Mắt một mí. Mắt một mí là mắt mí trên không có nếp gấp mí. Người có mắt một mí khi nhìn từ trên hàng lông mày xuống đến mắt không có nếp gấp nào cả. Thông thường, mắt một mí nhỏ hơn mắt hai mí. Người có mắt một mí thường trầm tính vững vàng, bình tĩnh, lý trí, hăng hái mà tỉ mỉ, thường không làm việc gì mau lẹ. Họ không dễ biểu đạt những cảm nhận, suy nghĩ nội tâm, nhưng họ lại là những người nghị lực kiên cường, không dễ lùi bước, luôn nỗ lực theo đuổi mục tiêu đã đề ra con gái mắt một mí theo quan điểm về tướng số thì xem bói mắt một mí nói lên điều gì về tính cách con gái sở hữu nét tướng này thường là người trầm tính ít nói sống khép mình tuy nhiên họ cũng là người sống khá chắc chắn tỉ mỉ cẩn thận luôn lạc quan và có lối suy nghĩ vô cùng tích cực con gái mắt một mí không giỏi biểu lộ cảm xúc không hoạt ngôn nên thường lúng túng khi giao tiếp với người xung quanh tuy nhiên họ là những con người có nghị lực kiên cường và không dễ dàng lùi bước đồng thời luôn nỗ lực theo đuổi mục tiêu mà mình đã đặt ra Thường người con gái mắt một mí tạo cảm giác khó lại gần cho người đối diện. Con trai mắt một mí, xem tướng người mắt một mí nam giới thường là người sống nội tâm, kín đáo và không muốn va chạm nhiều với cuộc sống bên ngoài xã hội và thường là người che giấu cảm xúc của bản thân cực kỳ giỏi. Sở hữu tướng mắt một mí nam giới là người có tính bảo thủ, ngang bướng, không chịu lắng nghe hay coi trọng ý kiến đóng góp của người khác. Vì có phần ương ngạnh trong tính cách nên sự nghiệp của họ gặp phải nhiều khó khăn và chỉ phát triển ở mức ổn định. Đường tình duyên của người tướng mắt một mí nam giới lại gặp nhiều khó khăn, chắc trở, gian chân, nếu người có gia đình thì thường dễ dẫn đến sự chi lia, không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. 11. Mắt hai mí Mắt hai mí được hình thành do những nếp gấp ở mí mắt. Mí mắt là phần mô và cơ bên trên mắt. Phần mô này có thể kéo lên, sụp xuống theo sự chỉ đạo của cơ quan thần kinh. Người có nếp gấp rõ nét trên mí mắt thì gọi là mắt hai mí. Dựa vào các kiến thức của nhân tướng học ta có thể xem tướng mắt hai mí cho người sở hữu nó. Phụ nữ tướng mắt hai mí, xem tướng mắt hai mí ở cả hai bên cho phụ nữ thường là người rất có duyên, sống lạc quan suy nghĩ tích cực, biết đối nhân xử thế vì vậy mà rất được lòng của mọi người xung quanh. Trong tình yêu, họ là người vô cùng trung thủy, yêu thương chồng con hết mực. Tuy nhiên nếu chỉ có một bên là mắt hai mí thì sao? Đối với nét tướng chỉ mắt bên phải là mắt hai mí, Mắt trái một mí nữ giới thường là người có vẻ bề ngoài khá hiền lành, nhu mì nhưng bên trong lại mang tính cách vô cùng sôi nổi, năng động, nhanh nhẹn. Ngược lại với nét tướng này, người có mắt trái hai mí, mắt phải một mí vẻ ngoài khá lạnh lùng, khó tiếp cận nhưng khi tiếp xúc rồi mới có thể thấy họ là những người vô cùng thân thiện, cởi mở, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để giúp đỡ người khác. Xem tướng đàn ông mắt hai mí, nam giới có tướng mắt hai mí ở cả hai bên thường là người rất tự tin, năng động trong mọi việc biết làm chủ bản thân và biết cách phát triển để trở thành người nổi bật trong mọi vấn đề. Là người có tài ăn nói khéo léo vì vậy mà các mối quan hệ xã hội vô cùng tốt, rất được lòng của mọi người đặc biệt là của phái yếu. Nếu một bên mắt một mí một bên mắt hai mí có ý nghĩa gì đối với nam giới? Sở hữu nét tướng này thường là người điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng, họ sống thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí. Đây là mẫu đàn ông rất chu đáo, tâm lý và biết cách chiều chuộng yêu vợ thương con người chồng lý tưởng. Người có mắt hai mí khá giàu tình cảm nhưng lại thiếu tính nhẫn nại, thiên về cảm tính, thiếu tư duy lý tính, dễ gặp rắc rối về tình cảm. Họ cũng là người hay bị ghen hét đố kỵ, dễ bị áp lực và buồn phiền về phương diện tình cảm. 12. Mắt sách đuôi mắt cao hơn đầu mắt Mắt xếch là kiểu dáng mắt có phần đuôi mắt hơi xếch ngược lên trên, khiến cho người đối diện nhìn vào đôi mắt có cảm giác dữ dằn và hoảng sợ. Người có mắt sạch thường tinh danh, sắc xảo, nghịch ngợm, vui vẻ, ấp ủ nhiều tham vọng và hoài bão về sự nghiệp và cuộc sống. Những người có mắt sách thường mang tướng đa dâm, dễ thay đổi tính cách. Với những nhà nhân tướng học thì người có đôi mắt sách thường khiến người khác nảy sinh ác cảm. Những người có mắt sách, nhất là phụ nữ mắt sách thường là người không thật thà và khá đào hoa có thể nói là lẳng lơ. Tuy nhiên, đa số phụ nữ mắt lá khoai lại cực kỳ thành công cả về tình duyên lẫn công việc. 13. Mắt rủ. Người có khóe mắt rủ xuống Đa số đều có khả năng quan sát tinh tế, tính cách cẩn thận, luôn suy nghĩ chu đáo mọi việc, hành động nhã nhặn, chừng mực, thận trọng trong tất cả mọi việc. Họ lúc nào cũng chu đáo và nhẹ nhàng, thái độ ổn định, phù hợp với công việc trợ lý. Tuy nhiên, nếu đôi mắt rủ xuống quá nhiều, họ sẽ là những người do dự, thiếu kiên định và thường rất hay gặp khó khăn mỗi khi đứng trước quyết định quan trọng. 14. Tướng mắt phượng. Hay còn gọi là phụng nhãn. Mắt phượng có hình dáng khá dài, hẹp về bề ngang, đầu mắt không nhọn, đuôi mắt hơi nhọn và ngư vĩ đẹp. Mắt có hai mí rõ rệt, trong đen nhiều và sáng, lòng trắng ít và trong đen trắng phân minh. Thần quang rõ ràng, mắt nhìn xa thấy rõ ràng. Ý nghĩa của mắt phượng là tượng trưng cho người có sự thông tuệ văn hóa. Đa số những người thư hương danh gia đệ tử đều có mắt phượng. Những người mắt phượng thường không thích hợp với nghề thương mại, nghệ thuật mà phù hợp với nghề tư tưởng học thuật. Mắt phượng kỵ khi phối hợp với các loại lông mày thô, ít hoặc quá ngắn. Các loại người ngũ đoàn, ngũ lộ. Đặc tính yếu nhất của người mắt phượng là quý nhi bất phú, không mấy khi được đại phú. Có ba loại mắt phương là mắt phượng đỏ đan phụng, mắt phượng về đêm dạ hung nhãn, mắt phượng gái minh phụng nhãn. Mắt phượng đỏ Đặc điểm của mắt phượng đỏ là ngư vĩ dài, hơi cong về phía trên hai mí tươi đẹp, gần bằng nhau. Hình dáng mắt lúc nào cũng trông hơi mỉm cười, ánh mắt ươn ướt vừa phải, không dao động những người có mắt đan phụng thường có tài văn chương hơn người. Mắt phượng về đêm Hình dáng của mắt phượng về đêm cũng giống như mắt đan phụng nhãn, nhưng mắt tương đối nhỏ hơn. Người có mắt giả phụng ngoài tài văn chương thì còn là người đại lượng, khoan dung không câu nệ tiểu tiết nên ngoài quý còn có thể phú nữa. Tuy không giàu có ở mức đại nhưng cũng ở mức chung. Mắt phượng gáy Mắt phượng gáy thường có mí mắt trên dài gần bằng ngư vĩ. Ngư vĩ cong lên phía trên rất rõ ràng, mí dưới ngắn hơn mí trên. Độ rộng của mắt ở cỡ rộng có bề ngang nhất so với hai loại trên và không có nét mỉm cười nữa. Đây là kiểu mắt của những người thanh cao quý hiển. Nếu một quang không lộ thì buổi trung niên gặp phú nhân làm vẻ vang được tổ nghiệp. Mắt phượng mày cung Mắt phượng mày cung là người có cặp mắt không quá lớn mà cũng không quá nhỏ, hình dáng thon dài, trong đen lớn và sáng sủa, đồng tử có thần khí gọi là mắt phượng. Sách tướng có câu, mắt phượng có chiều dài quý là chỗ tự nhiên như vậy quang thái xa nhân mà thanh tú, chủ về thông minh hơn người, con danh hành thông suốt đời. Còn mày cung hay mày vòng cung là lông mày min nhỏ, cong hình như cánh cung và có khí thế, dài hơn mắt chủ về quý hiển. Mặt phương hoàn hảo phối hợp với lông mày vòng cung tuyệt chẳng những chủ về phát đạt quý hiển mà còn chủ về lấy được vợ đẹp và hiền thục. Ý nghĩa của việc xem tướng mắt Tự chung lại thì xem tướng mắt có thể giúp chúng ta khai thác được những vấn đề sau đối với mỗi cá nhân. 1. Tướng mắt nam nữ xem được trí tuệ, cuộc sống độ tâm. Mọi điều từ ý tưởng, khát vọng, thiện lương, nghiêm nghị đều được biểu hiện rõ nét khi xem tướng mắt đàn ông hay xem tướng mắt phụ nữ. Hay nói một cách khác đó là trí tuệ và tính cách. Người ta có câu Người khôn con mắt đen xì Người dại con mắt nửa trì nửa thau Những người thông minh, trí tuệ sâu sắc, có khả năng học tập, nghiên cứu thì mi thanh mục tú, mắt sáng, đen trắng phân minh. Còn những người mắt kém, ánh mắt đờ đẫn, thất thần, vô hồn thì thường gặp ở những kẻ khờ hay những người bị bệnh thần kinh. Người ta nói, vua Hồng Vũ nhà Minh Chu Nguyên Trương là hồng tinh trí chủ nghĩa là một ông hoàng có đôi mắt gấu, đôi mắt này vừa thể hiện tài năng thao lược nhưng dã tâm rất lớn. Thực tế, sau khi lên ngôi hoàng đế ông lần lượt, từng bước trừ khử rất nhiều những tướng lĩnh, công thần có tài năng quân sự, thao lược vì sợ đội ngũ này có thể làm những việc ảnh hưởng tới cơ đồ của con cháu ông về sau. Chưa hết, bằng nhiều hình thức ông móc túi, tịch thu, chương dụng sản nghiệp của các doanh thương giàu có quy tập trở thành ngân quỹ nhà nước. Đây là một biểu hiện rõ nét trong các loại tướng mắt cần lưu ý trong nghiên cứu, luận đoán. Tương truyền, ông Kỳ Hiểu Lam đời thanh tướng mạo rất xấu, nhưng khi xem tướng mắt đàn ông lại có cặp mắt sáng trong như ngọc. Ngồi đọc sách trong căn phòng tối mà cặp mắt phát sáng xanh lét như mắt mèo nên ông thuộc thiên kinh, vạn quyển, kiến văn quảng bác. Công việc của ông là biên soạn bộ tứ khố toàn thư được coi là cuốn bách khoa tri thức đồ sộ đời nhà thanh. Trước đó nhà Minh có cuốn Vĩnh Lạc đại điển nhưng đã bị thất lạc vì biến cố chính trị. 2. Tướng mắt nam nữ xem được năng lực của người đó. Một người có năng lực lãnh đạo hay không thường bộc lộ qua tướng đôi mắt. Có những người đôi mắt có thần uy nên người khác kính trọng, nền phục, có người có ánh mắt hiền hòa, đôn hậu, bao dung nên người khác tin tưởng, ủng hộ. Có người có đôi mắt trong sáng như ngọc, thông minh, trí tuệ nên có vai trò soi đường, chỉ lối, dẫn dắt những người khác trên đường đời. Một thực tế dễ thấy nhất đó là xem tướng mắt người bị cận thị dù có uyên bác, học rộng, tài cao nhưng thường giữ vai trò tham mưu, chuyên viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu chứ thực tế khó nắm quyền quản lý. Cũng rất ít thấy một viên tướng lĩnh, nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ, cá nhân kiệt xuất nào có đôi mắt bị cận thị. Một số vị vì tuổi cao nên phải dùng kính. Bởi vì sao lại như vậy? Đôi mắt là giác quan để xét đoán sự việc, cất nhắc nhân tài, xem trước tính sau nên thị lực kém thì năng lực lãnh đạo, Quản lý cũng sẽ bị hạn chế đi nhiều. Có một câu thơ viết về Hồ Chủ tịch như sau. Nhớ ông cụ mắt sáng ngời. Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường. Nhớ người những sớm tinh xương. Ông dung yên ngựa trên đường suối reo. 3. Xem tướng đôi mắt biểu hiện sức khỏe mỗi người. Khi mắt vàng hay có những tia mạch máu nổi lên thường là biểu hiện của chứng bệnh nóng trong, gan mật. Một người khi đau yếu, ánh mắt thường trầm buồn, thiếu linh hoạt, tinh nhanh, sắc xảo. Người bị thần kinh ánh mắt thất thần như người mất hồn, đờ đẫn. Thậm chí, trong bệnh viện khi bệnh nhân đau yếu nặng, người ta kiểm tra mắt để biết người đó chết hay chưa, có khả năng cứu chữa được hay không. Đây chính là một trong những biểu hiện về sức khỏe thông qua việc xem tướng mắt đàn ông hay xem tướng mắt phụ nữ. 4. Liên hệ với bộ môn dự đoán theo tử vi đầu số thì đôi mắt ứng với hai sao Thái Dương, Thái Âm. Cụ Thiên Lương và nhiều nhà lý số khác rất coi trọng bộ chính tinh này hai sau này là chủ tể thiên trung một trong tứ đại chính tinh trong tử vi thái dương chủ quý hiền quan lộc thái âm chỉ tài phú hai sau này mà gặp sát tinh xâm phạm hoặc mở tốt thì mắt thường bị ảnh hưởng do đó giá trị về công danh tài lộc bị chết giảm thậm chí nặng hơn có thể bị tật nguyền mù lòa bất hạnh sống trong bóng tối mờ mịt một số thể số thường bị khiếm thị do bộ thái âm thái dương bị phá cách khi không còn một giác quan để tiếp nhận nguồn thông tin hình ảnh của thế giới thì giác quan thứ sáu, linh cảm, trực giác nhạy bén hơn và như vậy nhiều người có tài đoán trước sự việc. Tuy nhiên, khi bị khiếm thị thì đây là một thiệt thòi, bất hạnh lớn đối với cuộc đời. 5. Bất kể là tướng mắt to hay tướng mắt nhỏ quan trọng nhất là phải trong sáng, tỷ lệ giữa phần đen, phần trắng cân xứng với nhau, không được thiên lệch, đen trắng phân minh. Nếu như tình trạng mất cân bằng, mờ tối, mạch máu hiện rõ, xâm vào đồng tử thì cuộc sống, sức khỏe, công danh đều gặp những trắc trở, éo le, cay đắng. Có nhiều người so sánh ánh mắt sáng như ngọc, hay trong như làn nước mùa thu cung oán ngâm có câu, áng đào kiểm đâm bông não chúng trên khéo thu ba giận sóng khuynh thành. Thu ba chính là miêu tả mắt trong như làn nước mùa thu. 6. Vì mắt có tầm quan trọng đối với học tập, lao động và vận mệnh nên vì thế phải bảo vệ đôi mắt. Ngày nay, trẻ nhỏ có rất nhiều người bị cận thị do áp lực học tập. Do sự phát triển của công nghệ nên trẻ xem phim, chơi điện thoại, dùng máy tính quá nhiều nên ảnh hưởng về mắt. Nhiều người cho rằng mắt cận là biểu hiện của thông minh, ham học, tri thức, trí tuệ. Tuy nhiên, đứng dưới góc độ thực tế và góc độ nhân tướng học thì điều này hoàn toàn sai lầm. Xã hội ngày càng phát triển nên con người được xem xét cả về tri thức lẫn khả năng thực hành. Một người nghiện game, nghiện mạng xã hội, cận mắt liệu có đảm đương được những vị trí cần thực lực và chịu đựng áp lực công việc cao hay không? Rõ ràng khi mắt kém sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tài vận và công danh của mỗi cá nhân nên vì thế cần phải giữ gìn và bảo vệ mắt. Một số đặc điểm khác. Đôi mắt sắc cạnh là thông tuệ. Ánh mắt tố có vành sáng nhuận, hai mắt cân đối, lòng đen trắng phân minh, nhãn không lộ một cách sâu sắc, tước mắt tinh anh. Ánh mắt xấu có màu ở vành, mi, lòng đen trắng thiếu tương phản, lờ đò như ngáy ngủ gọi là ngư nhãn mắt cá. Ngư nhãn là mắt người u xi, si, đần độn, ở nữ nhân đó là mắt người phóng đãng gian dâm người ngủ mà vẫn trừng trừng mắt là dễ gặp hung tai như trường hợp trương phi trong tam quốc diễn nghĩa trong trắng mắt có vằn đỏ tia máu đan nhau dù không uống rượu là người gian tà hung ác họ dễ gặp đại hoạn tù tội hung tử khéo trên và dưới của mắt có vằn đen quầng đen là triệu chứng khó ngủ mất ngủ ở phụ nữ nếu có vằn nâu bên dưới là biểu hiện đòi hỏi sinh lý rất mạnh dễ trao thân ngoài tình đa dâm. Dầu mắt sát mũi nếu có hình quặp xuống như lưỡi câu rất hiếm gặp. Đó là mắt người ta ba, thông tuệ, trái chuyệt. Mắt hướng lên trên nhìn ngước là cao ngạo, tự tin. Mắt nhìn ngang lức xéo là người thâm độc, phản bạn, lừa thầy. Mắt ưa chấp mi là người đố kỵ, ích kỷ. Phụ nữ chấp mi là lẳng lơ. Mắt láo liên, liếc trộm là kẻ gian tà, bọn đạo tặc. Mắt có tròng trắng đục là nghèo, cô độc, trong trắng dã nhưng khô là vất vả. Mắt lá giam dài là gian độc, tà dâm, nếu ti hí, càng xấu hơn. Mắt hột nhãn đào hoa nhãn luôn ươn ướt long lanh dễ đa tình, thiếu trung thủy, nhãn quang như thủy, nam ự đa dâm. Mắt lộ lồi trừ phi do bệnh lý cao nhãn áp ưa dèm pha, chê bai người, tham lam, hung hăng. Con người lồi, vàng, cổ dài, răng nhọn ưa tự sát vì thất trí. Túy nhãn lờ đờ, Ưng ừ, đỏ là thần khí suy bại. Nếu đó là người khỏe họ thường là giới cờ bạc, mê đắm các cuộc giải trí, dễ nghiện các trò vui, các chất kích thích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian xem kênh Tử Vi Số Mệnh. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những thông tin ý nghĩa này đến những người mình yêu quý nhé!